Thưa quý vị và các bạn, theo như nhà sử học Phan Huy Chú, thì Hưng Yên là vùng đất có nhiều sông ngòi bao quanh, không có núi non ngăn trở, phong vật ở đây rất phồn thịnh, mỹ lệ. Do hoàn cảnh lịch sử cũng như là điều kiện tự nhiên nên người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề nông. Vì vậy, Hưng Yên mang trong mình tầng sâu của văn hóa lúa nước. So với những tỉnh thành khác trong khu vực phía Bắc thì những di tích ở Hưng Yên không có quy mô lớn lắm, nhưng về mật độ dày đặc thì Hưng Yên xếp vào bậc nhất. Trong số trên 1.200 di tích được xếp hạng thì có tới 139 di tích được xếp hạng là cấp quốc gia. Và trong chuyên mục Đất và Người quê nhãn kỳ này, xin mời quý vị và các bạn cùng tới thăm Chùa Phố, một di tích lịch sử cấp quốc gia nằm trong quần thể di tích lịch sử Phố Hiến, là trụ sở của Tỉnh hội Phật giáo và là một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn của Hưng Yên. Giữ được tại Chùa Phố. Chùa Phố là một ngôi chùa lớn tọa lạc trên phố Bắc Hòa, nay là đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Chùa ra đời vào khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Khi đó, Phố Hiến là thương cảng, chốn đô hội, phồn hoa, chỉ đứng sau Kinh Kỳ. Vì thế mới có câu, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử và văn hóa, năm 1992, Chùa Phố đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập, Chùa Phố đã được chọn làm trụ sở của Tỉnh hội Phật giáo. Cùng với lại các cơ quan của tỉnh thì Tỉnh hội Phật giáo cũng được tái lập từ năm 1997, tỉnh ủy rồi ủy ban thì quyết định thì lấy cái chùa Phố làm cái trụ sở. Trước khi mà sát nhập với tỉnh Hải Dương ấy, thì cái trụ sở cái chùa Phố cũng là một cái trụ sở của cái hội Phật giáo thống nhất của tỉnh Hưng Yên, cũng là gọi là không là trụ sở nhưng bây giờ là gọi là cái hội quán cũng là một cái trụ sở của cái hội Phật giáo thống nhất. Do vậy thì chùa Phố từ trước cho tới nay ấy, từ hội Phật giáo thống nhất cho đến nay là giáo hội Phật giáo thì cũng vẫn là lấy cái trụ lấy đây là làm cái trụ sở. Thế thì với cái trước kia thì có thể nó phù hợp nhưng thời nay tôi thấy nó còn bé quá, nhỏ quá, nó không đáp ứng đủ cái yêu cầu. Đến giờ này thì một cái khóa đạo tràng cho các Phật tử đấy thì nếu một buổi thì không thể đủ được cái chỗ chứa, do vậy là phải chia ra làm hai buổi chiều và buổi tối mới hết. Do vậy thì nếu mà tỉnh mà giúp cho mà mở mang được cái chùa Phố ra đấy thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng trong thời hiện tại này. Và cho dù có thế nào chăng nữa thì mình cũng phải khắc phục mà cùng với các cơ quan đóng trên địa bàn này để phải hoạt động rồi cho nó có hiệu quả. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự xâm hại của thiên nhiên, nhiều hạng mục của chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng và nhiều hạng mục đã hết niên hạn sử dụng. Hiện trạng của Chùa Phố hôm nay là kết quả của nhiều đợt trùng tu, sự đem tâm công đức của nhân dân địa phương và quý khách thập phương, đặc biệt là sự phát nguyện của Thượng tọa Thích Thanh Hiện, trưởng ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên. Năm 1997 đấy, tái lập ấy, thì chùa Phố của chúng ta chỉ gọi là cái xác chùa thôi. Có nghĩa rằng ấy, chỉ có tường chứ không có mái. Thì chúng tôi vẫn chấp nhận là để lấy làm trụ sở, chúng tôi đề nghị với tỉnh là cho phép trùng tu lại từ năm đấy ấy, thì cho đến năm nay ấy, thì để cho nó làm một cái trụ sở của tỉnh hội để hoạt động ấy. Thì chúng tôi cũng hết sức cố gắng để vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các Phật tử trùng tu rất là nhiều lần. Và đặc biệt là năm ngoái năm kia đấy, thì chúng tôi có đề nghị với một số các doanh nghiệp lớn ở trên địa bàn Hưng Yên cũng như là ở Hà Nội
thì giúp đỡ cho tỉnh hội ấy là trùng tu lại lần cuối cùng với một cái kinh phí rất lớn để đáp ứng cho cái nhu cầu tín ngưỡng, thế rồi nhu cầu là phục vụ cho cái công tác của hành chính của tỉnh hội, đồng thời thì đặc biệt là làm sao cho một cái chùa nó khang trang để xứng tầm với cái sự phát triển của tỉnh. Khi tiếng chuông vang lên, khiến cho người bước vào cổng chùa đã có cảm giác linh thiêng nơi cửa Phật. Tiếp đến là nhà tiền đường. Nhà tiền đường của chùa phố dài 18m, rộng 7m, được chia làm 6 gian. 3 gian ngoài lợp bằng loại ngói lá đề nhỏ. Phía dưới mái, trần vôi cát xi măng được thiết kế theo kiểu cuốn vòm. Hai bên tường được đắp hai bức phù điêu nổi, dài 5m, rộng 3m. Hai bức phù điêu mô tả một câu chuyện dân gian của dân tộc và nói về kiếp luân hồi của con người. Hai bức phù điêu mang tính giáo dục và tính triết lý giáo dục rất cao và là điểm nhấn đối với du khách gần xa khi đến tham quan vãn cảnh chùa phố. Với lối thiết kế và cách bài trí độc đáo này đã khiến cho mọi người khi bước vào tiền đường của chùa cảm nhận đây là ngôi chùa rất hiện đại nhưng lại rất dân tộc bởi sự tài ba khéo léo của những nghệ nhân phố hiến xưa. Tiếp đến là ba gian hậu cung. Hậu cung của chùa dài 14m, rộng 6m, được kiến trúc theo kiểu chồng giường, trên được lợp ngói mũi nhỏ như các gian tiền đường. Riêng phần trung tâm của hậu cung được xây dựng thêm phần chồng diêm. Chùa phố thì thời kỳ trước ấy rất là vắng vẻ, nhưng mà từ khi mà tái lập tỉnh được ủy ban tỉnh, tỉnh ủy quan tâm đến Phật giáo, thế cho nên là chùa phố rất là tấp nập, hàng ngày là các Phật tử chúng tôi cứ chiều đến là chúng tôi đến chùa phố này để tụng kinh niệm Phật và tu tập. Nghe các thầy giảng pháp thì chúng tôi thấy là cái tâm mình đến chùa là từ bi hỷ xả, mang xả hết tất cả những cái gì gọi là sân hận phiền não
ngoài cuộc đời sống hàng ngày. Và khi mà được đến chùa rồi thì là khi mà học được rất là nhiều các cái điều mà các thầy giảng về Pháp, thì là bản thân tôi là sống cuộc sống rất là thoải mái, không sân hận đối với bạn bè. Ví dụ như trước kia mình còn chấp chi những các cái câu nói hoặc là những các cái đời thường mà mình còn chấp chi, nhưng mà khi mà đã đến chùa, chúng tôi đã được nghe các thầy giảng Pháp thì chúng tôi sẽ buông xả hết tất cả, mà tha thứ cho nhau tất cả những các cái không để ý nhau, mà cảm thấy trong tâm mình rất là thanh thản nhẹ nhàng, mà đến chùa với cái tâm là từ bi hỷ xả. Tôi đến chùa tu tập thì cảm thấy cuộc sống rất là an vui, và kể ra một Phật tử có thể tu ở tại gia cũng được, nhưng mà chúng tôi chăm chỉ đến chùa bởi vì còn muốn gieo duyên để cho nhiều người khác cũng được an vui như chúng tôi, để cho các bạn trẻ cũng tìm thấy niềm vui trong thanh tịnh. Họ không bị sa ngã vào rượu chè, vào cờ bạc, vào những trò vui chơi vô bổ khác nữa. Khi đến chùa thì các Phật tử được nghiên cứu kinh sách của Đạo Phật và được các chư tăng giảng dạy, thì chúng tôi học được cái điều quý nhất, đó là tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Đó là những đức tính rất là cao quý mà nhà Phật tôn vinh A Di Đà Phật. Ngay bên cạnh hậu cung là nhà mẫu. Nhà mẫu của chùa Phố được thiết kế khá đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh cao